À, xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái tủ hạt giống lavender. Thì đây là cái gói lavender mình mua từ cửa hàng hạt giống Nga. À, sau khi lấy hạt giống thì các bạn sẽ đổ nước ấm vào để các bạn ngâm. À, các bạn sẽ ngâm trong khoảng 12 tiếng đồng hồ. Để tiết kiệm thời gian, mình đã chuẩn bị sẵn hạt giống đã ngâm trong 12 tiếng đồng hồ. À, đây là hạt giống mình đã ngâm trong 12 tiếng đồng hồ. À, để uống hạt giống thì các bạn chuẩn bị cho mình hai miếng khăn ướt. Hai miếng khăn ướt này đã giặt và phơi khô. Rồi nhập đôi lại như thế này. Rồi sau đó các bạn đổ hạt giống vào khăn. Giờ mình sẽ bỏ cái khăn ướt vào cái bịch ni lông như thế này. Cột kín lại. À, sau 3 tuần thì các bạn lấy hạt ra để ủ. Thì để ủ thì các bạn chuẩn bị cho mình một cái hộp kính như thế này. Mình sẽ mở bịch ra. Mình sẽ vắt bớt nước, các bạn lưu ý là vắt bớt nước chừa cho cái miếng khăn ướt chúng ta vừa đủ ẩm thôi. Vắt bớt nước để vừa đủ ẩm thôi nha các bạn. Sau đó các bạn bỏ vào hộp kính. Để hạt lavender nảy mầm thì các bạn cần chờ thêm khoảng 3 đến 4 tuần nữa.